Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Chú chó xanh của hành tinh. Có người mời anh về chỗ họ làm việc với mức lương cao. Là một công ty xuất bản, chuyên môn in ấn các loại sách thương mại. Hiệu quả và lợi ích tốt hơn chỗ bọn anh nhiều. Hơn nữa công việc cũng không vất vả như vậy. Bọn họ mong anh suy xét một chút. Nhưng mà tổng biên tập luôn đối xử với anh rất tốt. Anh mau xem. Ở đâu vậy? Em nhặt trước cửa nhà, hình như bị thương rồi. Để anh xem thử. Không có vết thương, chắc là lạc mất chủ nên mệt quá ngất đi. Trời tối vậy rồi, biết tìm chủ em ấy ở đâu chứ. Tiểu Sủng ca, anh xem hay là chúng ta đợi em ấy hồi phục rồi mới giúp em ấy đi tìm chủ. Chỉ đành vậy thôi. Tới đây nào, ăn chút cháo đi. Nhìn em máy dơ quá, hay là mình tắm giúp em máy đi. Được. Hả? Sao màu lông của em máy là màu xanh lam vậy? Anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật kỳ lạ. Chi bằng chúng ta kêu em máy là Lam Mao đi. Lam Mao, cái tên này cũng được đó. Hả?
Là Lam Mao sao? Là Lam Mao của chúng ta. Em ấy nhảy cao quá. Thật không thể tin được. Tiểu Súng ca, anh mau xem, hình như Lâm Ma bị bệnh rồi. Nhìn đâu có dễ bị bệnh đâu. Nhìn em ấy ủ rũ kìa. Lâm Mao, em xem, đây là cục xương nè, là thứ em thích ăn nhất đó. Lâm Mao, em xem, đây là đồ chơi thú bông của anh, em nhất định thích nó cho mà xem. Hả? Hả? Gần đây buổi tối Lam Mao thường xuyên ra ngoài. Chắc là em ấy nhớ chủ của mình. Bây giờ Lam Mao đã khỏe lại rồi, chúng ta nên giúp Lam Mao tìm chủ nhân của mình. Nhưng mà em không nỡ rời xa Lam Mao, tụi em đã thành bạn tốt rồi. Em xem, có gì ở bên ngoài đâu chứ? Không có gì hết. Lam Mao, Lam Mao. Hả? Là em đã hại Lam Mao rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mà để anh xem thử. Anh cho em ấy uống thuốc rồi, lát nữa em ấy sẽ tỉnh lại. Ồ, tại sao em đối xử với Lam Mao tốt như vậy? Em ấy vẫn không vui. Lam Mao là một chú chó có tình nghĩa, trung thành với chủ nhân cũ của em ấy, không thích mới ghét cũ. Một chú chó có nghĩa khí như vậy, chúng ta càng phải nhanh chóng giúp em ấy tìm được chủ nhân trước đây. Được. Chúng ta đưa ảnh của Lam Mao lên mạng, giúp em ấy tìm chủ của mình. Được. Cũng qua mấy ngày rồi, trên mạng đáp lại đều là đồng cảm và tán dương, không có manh mối có giá trị nào hết. Chúng ta nên hỏi chính Lam Mao. Nhưng mà em ấy không hiểu lời chúng ta nói. Dừng tay nghe phiên dịch. Hả? Được rồi, nói đi Lam Mao. Hả? Em đến từ hành tinh A, vừa xa vừa nghèo. Chủ nhân của em là một tiến sĩ khoa học. Hả? Sao em lại chạy tới chỗ bọn anh chứ? Bởi vì hành tinh A gặp phải nguy cơ sinh tồn. Ông tiến sĩ mỗi ngày đều bận nghiên cứu khoa học, tìm kiếm không gian sinh tồn mới. Sau đó có một ngày, em ở lại địa cầu đi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Anh sẽ đối với em giống như người nhà vậy. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng em vẫn muốn quay về bên cạnh chủ nhân cũ của em. Em là một tay ông ấy nuôi lớn, mặc dù ở đó vừa khổ vừa mệt, thậm chí có lúc không có cơm ăn, nhưng nơi đó vĩnh viễn là nhà của em. Để anh giúp em phá giải mật mã của hành tinh đó nha. Tìm thấy chủ em ấy có được không? Căn cứ vào khí tức còn lưu lại của ông tiến sĩ trên người Lam Mao, anh dùng chiếc máy đặc thù chuyển đổi thành tín hiệu không ngừng gọi cho ông tiến sĩ. Nhận được rồi, thật tốt quá. Chủ nhân của em ấy nói đêm nay sẽ đến trái đất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lam Mao. Anh không tính đổi việc nữa. Anh nghĩ thông suốt rồi sao? Anh tin mình chỉ cần thành thật, nỗ lực làm việc, dùng tâm cống hiến, nhất định sẽ có hồi báo. Đến lúc đó cái gì nên có được thì sẽ nhận được. Các bạn nhỏ thân mến, đối với người và sự xung quanh mình, chúng ta đều không nên có thái độ thích mới ghét cũ. Tình cảm tích lũy bao lâu thì bất kỳ điều gì cũng không thể thay thế được. Rượu càng lâu càng nồng. Vậy bạn bè của chúng ta thì sao? Có phải là cũng càng lâu càng thuần khiết không? Tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.